Năm 2007, First News mua bản quyền và giới thiệu với bạn đọc quyển sách kinh điển Nghĩ giàu, làm giàu, Think and Grow Rich của Nabolo Hill. Xuất bản vào năm 1937, hàng triệu quyển sách này đã được bán trên toàn thế giới và cho tới nay vẫn thuộc danh sách những tác phẩm bán chạy nhất của thể loại này. Với một cuộc đời đầy thăng trầm và không ít lần rỗng túi rồi lại trở nên giàu có vượt bậc, duy chỉ cuộc đời lẫn sự nghiệp tài chính của Napoleon Hill cũng đủ trở thành một tác phẩm đáng đọc. Những gì ông viết không phải là lý thuyết về sự giàu nghèo, mà chính là những trải nghiệm của bản thân ông, một trong những nhân vật thành đạt nhất nước Mỹ sinh năm 1940 tại Snyder, Oklahoma. Hiện Charles Grandford là giáo sư hướng dẫn luận văn tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh tại Philippines State University, Hồng Kông. Ông còn là trưởng khoa danh dự của khoa quản trị kinh doanh Đại học Nguyễn Tất Thành nghĩ giàu làm giàu đã làm thay đổi rất nhiều cuộc đời của những người đã đọc nó. Với giáo sư Charles Grandford lại càng đặc biệt, bởi vì ông đã có thời gian làm việc cùng với Napoleon Hill, cho nên ông viết nghĩ giàu làm giàu những trải nghiệm ở Việt Nam với vai trò là một cộng sự của Napoleon Hill cũng là người từng vấp ngã nhiều lần trên phương diện tài chính như ông ấy và nhờ vậy mà khi nhìn lại ông nhận ra rằng những sai lầm do cố tìm cách để thành công giờ đây lại mách cho mình biết rằng mình phải làm gì và làm như thế nào để thành công. Hồi Charles Grandford còn trẻ, Hugh bảo rằng sẽ có ngày tôi gặp thất bại và cách tôi đương đầu với nó sẽ ghi dấu một bước ngoặt trong đời tôi. Hồi đó tôi rất may mắn trong việc kiếm tiền, nhưng rồi khi gặp thất bại, khi tất cả thế giới giàu có của ông bị tước đoạt và lòng ông đổ vỡ tan nát, ông nhớ lời Hugh nói mọi chuyện này rồi cũng sẽ qua như đã từng xảy ra với ông ấy. Và thế là ông lấy lại hy vọng. Do vậy, nếu cuộc sống của bạn có tâm tối đến mấy thì cũng hãy nhớ rằng ngay chính Napoleon Hill cũng đã từng trải qua những ngày tháng đen tối nhất do không có tiền, không có gia đình vì đổ vỡ nhưng vẫn không mất đi niềm hy vọng. Hãy mạnh mẽ và lấy lại niềm tin cũng như khát vọng cho cuộc sống để thấy rằng trong mỗi thất bại đều có một hạt mầm thành công. Ngay cả khi tâm hồn của bạn có như một con thuyền đang trồng chành vì bão, cho dù bạn có đang sống trong điều kiện như thế nào đi nữa thì hãy nhớ rằng những bến bờ của biển đời vẫn đang chờ bạn với lòng hâm hở để về đích vậy thì tại sao bạn lại đang cứ đợi hãy bắt đầu ngay hành trình thành công của mình trước tiên là với những mục tiêu mới